Chị thông minh cho tất cả các em, chị vừa mới mua được một số món đồ chơi hơi bị dơ, nên là chị đã quyết định dùng số đồ chơi này để trơn anh tiểu túi. Đố các em biết đây là gì? Chính xác, đây chính là những cục xít. Những cục xít rất là đáng yêu ở đây nha. Em có thấy không, nhìn nó giống y chang cục xít thật luôn, nhưng mà nó chỉ là đồ chơi thôi. Nhìn thì có vẻ là dơ lấy, nhưng mà bên trong thì vô cùng sạch sẽ luôn. Nó cũng không có cái mùi gì đặc biệt. Em thấy chưa, có rất là nhiều loại xít ở đây. Có một số cục xít á, ở bên ngoài nó còn ẩm ẩm nữa cơ. Nhìn rất là dơ. Đây là một cái cục xít, và bên trong đây thì các em thấy, ngoài cái cục xít ra thì chúng ta còn thấy nào là dòi này, sau đó đến nhắc này. Cục xít này thì tương tự như kiểu bằng silicone vậy đó. Có rất là nhiều hình thức. Cục xít này thì rất là giống với cục xít của em bé này. Nó rất là mềm mại và êm ái luôn đó các em. Nhìn thì có vẻ dơ dáy thế thôi, chúng nó sạch cực kỳ. Cái cục xít này này, nó còn có một con dòi rồi cả con rán nữa. Còn đây, đố các em biết là gì? Cái hình thì trông có vẻ phản cảm một chút xíu thôi, nhưng mà cái mùi của nó thì đúng là phản cảm thật. Mùi của cái quả bom thúi này nó rất là thúi luôn đó các em. Và chị cũng sẽ dùng nó để chôn anh tiểu bà. Nào, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu kế hoạch của chị nhé. Thông thường vào giờ trưa như thế này thì tiểu thúi sẽ đi ngủ trưa. Chị đã nghiên cứu suốt một năm nay rồi mà. Như thế thì sẽ tiện cho sự sắp đặt của chị. Oh shit.
sao? Hóa ra là ác mộng sao? Mơ thôi, tất cả chỉ là mơ thôi.